Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh trở lại với tiến sĩ Trần Văn Hải để mà chúng ta có một số những cái tham vấn đặc biệt về cái bản báo cáo của ông Mueller và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, trước hết xin kính chào tiến sĩ Trần Văn Hải. À, xin chào anh Võ Thành Nhân và kính chào quý vị khán thính giả của chương trình SBTN vùng Hòa Thành đốn Khi mà chúng ta nói cái ngày 22 tháng 3 năm 2019, một cái bản báo cáo đã được tung ra và báo chí đặt rất là nhiều vấn đề và rất Tốn rất là nhiều những cái cuộc mà thảo luận à, không chỉ báo chí không mà giữa hai đảng, Cộng hòa và Dân Chủ nữa. Thì trở lại từ đầu, nguyên nhân đâu mà chúng ta có cái bản báo cáo như vậy? À, ngày thứ sáu tuần trước, tức là ngày 22 tháng 3 như anh Nhân nói, thì công thủ đặc biệt Robert Mueller à, thì đã đề nạp một cái bản báo cáo cuối cùng của ông à, cho Bộ trưởng Tư pháp, tức là ông William Barr hiện nay. À, cái bản báo cáo này là đúc kết kết quả thành thành quả của ông Mueller, trong vòng gần 2 năm điều tra về cáo buộc rằng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ban ban bầu cử của uh, của ông Donald Trump và những người liên hệ có thể đã đồng lõa và phối hợp với uh, người Nga để ảnh hưởng đến cái kết quả bầu cử. Và trong vòng 2 năm vừa rồi, hầu như chính trường Hoa Kỳ cũng như có thể nói là thế giới đều quan tâm đến cái cuộc điều tra này và người ta không biết là kết luận sẽ như thế nào. À, và chính quyền của ông Donald Trump phải nói là à, cũng đã hoạt động dưới một cái đám mây đen à, bởi vì không ai biết ông Robert Mueller sẽ đi đến kết luận nào. Dạ. Yeah. Nhưng mà nhưng mà chúng ta trở lại cái nguyên nhân mà tại sao phải đưa đặt cái vấn đề là qua cái cuộc bầu cử ngày 2016 thì cái vấn đề này nó xảy ra vậy? Yeah. Câu hỏi này rất hay bởi vì cái nguồn gốc của cái cuộc điều tra này nó dính dáng rất sâu xa đến cái cuộc bầu cử 2016 như anh Nhân và quý vị cũng biết. Trong cuộc bầu cử đó thì bên Dân Chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và bên Cộng hòa là ông tỷ phú Donald Trump. Thì cho tới mùa hè năm 2016, tất cả những thăm dò cũng đều nói rằng là bà Clinton sẽ đắc cử Tổng thống lần thứ 45 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và người ta cũng nghĩ rằng là ông Trump hầu như không thể nào trở thành tổng thống bởi vì cá tính của ông, bởi vì lối ăn nói của ông, bởi vì lối vận động của ông. Nhưng mà có một số quan chức ở trong cơ quan điều tra liên bang FBI, Federal Bureau of Investigation và ở trong Bộ Tư pháp Department of Justice cũng như trong một vài cơ quan tình báo như là cơ quan tình báo trung ương CIA, Central Intelligence Agency thì đã có những cái âm mưu mà thứ nhất là ngăn chặn ông Trump không thể trở thành tổng thống trong kỳ bầu cử và thứ hai, nếu trường hợp ông Trump trở thành tổng thống thì họ có một cái chương trình mà họ gọi là một cái chương trình bảo hiểm Insurance Policy để làm cho ông Trump phải khốn đốn và không thể nào thực hiện được những cái điều, những cái nghị trình của ông nếu ông đắc cử. Đạo sâu trong cái Insurance Policy như vậy đó thì nó có từng giai đoạn một. Giai đoạn trước khi bầu cử, bầu cử lỡ ông Trump đậu thì như thế nào? Như quý vị cũng biết, vào tháng 7 năm 2016. Lúc đó là Bộ Tư pháp đang điều tra bà Hillary Clinton về cái việc sử dụng một cái máy chủ để chuyển điện thư trong công việc cũng như là trong vấn đề tư nhân mà lại thiết thiết trí ở nhà ở trong một cái tầng hầm, một cái phòng hầm. Trong khi đó lại không có bảo vệ gì về thông tin uh, để tránh tin tặc gì cả. Cho nên là Bộ Tư pháp đang còn điều tra thì ông Jim Comey có một cuộc họp báo và nêu ra tất cả những điều mà bà Hillary làm việc sai lầm trong cái vấn đề này. Nhưng mà kết cuộc thì lại là không truy tố. Bởi vậy cho nên là người ta chỉ trích ông Jim Comey bởi vì ông là giám đốc của FBI chỉ có vấn đề, chỉ có nhiệm vụ là điều tra. Còn vấn đề truy tố hay không là thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp tức là Department of Justice. Đây trong trường hợp này thì ông Jim Comey hầu như đã tiếm quyền của bà Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là bà Loretta Lynch, cho nên là người ta nghĩ rằng ông Jim Comey là một phần hại bà Clinton bởi vì làm cho tất cả những cái điều gì bà làm sai làm đều được tung ra công luận cá. Cái điều đó một phần là trái với luật của à, của Hoa Kỳ hiện nay, nếu không truy tố một cái đối tượng bị điều tra thì không đưa ra những cái tin tức như vậy bởi vì làm hại thanh danh cũng như là uy tín của họ. Điều này sau đó ông Jim Comey bị chỉ trích cả hai phía là bên, cả bên cộng hòa là bên dân chủ. Nhưng mà rồi tới khi gần bầu cử thì ông ông Comey à, lại cũng phải là tuyên bố là phải mở lại cuộc điều tra bởi vì có những cái thông tin mật mà nó dính dáng tới à, cái máy của cái người chồng của cái cô cộng sự là à, Humeda Bedin. Um, cho nên là trong trường hợp đó thì lại gây nên cái tranh cãi nữa là tại sao chỉ còn một tuần trước đó mà lại gây cái vấn đề này làm cho bà Clinton mất phiếu và người ta à, là nghĩ rằng là ông Comey chính là cái vấn đề mà làm cho làm cho bà Hillary Clinton thất cử. Thất cử. Yeah. Nếu bà Hillary Clinton thắng thì tất cả những chuyện này sẽ bị dìm vào bóng tối và không ai biết điều điều đó, người ta không quan tâm. Nhưng mà cái việc ông Donald Trump thắng cử phải nói là một cái vụ chấn động không những chính trường Ho Ho Hoa Kỳ mà cả thế giới. Bởi vì ngay cả trong ngày bầu cử, tức là ngày 8 tháng 11 năm 2016, thì tất cả các cái đài truyền thông cũng như báo chí đều cho rằng bà Clinton có cái khả năng là trở thành Tổng thống từ 86% cho đến 91%. Không ai nghĩ rằng là ông Tổng thống à, Donald Trump là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cả. Chỉ đến khi 1 giờ sáng ngày 9 tháng 11 thì lúc đó mới ngạ ngủ và sau đó thì đảng dân chủ phải nói rằng là có một cái cú sốc rất nặng và tất cả những người ủng hộ cũng như là những cái nhân viên ở trong uh, các cơ quan mà chúng tôi vừa đề cập FBI, uh, Department of Justice và uh, CIA thì họ nghĩ rằng là phải thực hiện cái 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 chương trình bảo hiểm này chương trình bảo hiểm này gồm cái gì tức là trước trong thời gian tranh cử thì họ thuê một cái công ty mà chuyên môn đi moi móc đời tư của những cái chính trị gia là Fusion GPS. Công ty này thuê một cái người là điệp viên của người Anh đã về hưu tên là Christopher Steele. Mà người Anh này thì là khoai khoang rằng, rằng là, là có những cái nguồn tin ở trong à, điện Kremlin của Nga cho rằng là người ta, người Nga có những cái thông tin rất là bất lợi cho ông Donald Trump. Ông St Christopher Steele này tập hợp một số thông tin làm thành một cái bản một cái hồ sơ gọi là dossier mà bây giờ người ta gọi là steel dossier tìm cách phổ biến ở trong cái chính giới nhưng mà người ta thấy rằng có những cái thông tin rất là ấu trĩ và rất là buồn khôi hài buồn cười à, cho nên là đã không có thành công trong cái việc phổ biến này thì sau đó người ta mới sử dụng mọi cái phương tiện để mà tìm cách đưa cái hồ sơ này vào trong cái việc mà xin tòa một cái trác À, và ở đây có một cái tòa đặc biệt ở Washington DC mà gọi là FISA, tức là FISA Foreign Intelligence Surveillance Act được lập ra là để chấp thuận những cái trát tòa cho phép theo dõi những cái công dân Hoa Kỳ mà có thể là đang bị các cái cơ quan tình báo của các nước khác đang tìm cách mua chuộc hoặc là à, hoặc là chọn làm đối tượng để là à, tuyển mộ. Thì cái đó này sau đó đã được FBI dùng một cách thành thành công để theo dõi một cái người cộng sự của ban tham ban vận động của ông ông uh, Trump là Carter Page từ tháng 7 năm 2016 cho đến tháng 12 năm 2016. thì sau khi mà ông Trump đắc cử rồi người ta mới thực hiện cái chương trình gọi là bao hiểm này mà người ta làm rất có bài bản. thứ nhất là ông John Brennan cựu đã, cựu Giám đốc của cơ quan CIA. tình báo Trung ương CIA Cương quyết là phải đưa cái bản Là dossier này mà không được kiểm chứng Và có những cái thông tin rất là ấu trĩ này Vào trong cái bản mà báo cáo cho các vị tổng thống hàng ngày Về tình báo Khi đưa vào như vậy Thì là đường tường trình cho ông Obama Và cả tường trình cho tổng thống vừa mới đắc cử Sắp sắp nhậm, uh, nhậm, nhậm chức là ông Donald Trump rồi tiếp theo là ông Comey đem cái bản đó này tới nói một cách cụ thể với ông Trump là có những cái chi tiết như thế này thế kia. trong khi hai người này đang làm việc như vậy thì có người tiết lộ cho báo New York Times là cái bản đó đó đã được là tường trình cho hai vị tổng thống chứng tỏ rằng là nó có một cái tính cách khả tín nào đó vì đó là tư liệu của hoặc là tài liệu của uh, của chính phủ. lập tức New York Times đăng cái, cái cái cáo buộc hoặc là cái nghi vấn là có phải là ban tham mưu cũng như là ông Trump là là đã đồng lõa cũng như là thông đồng với Nga trong cái việc mà à, làm thay đổi cái kết quả bầu cử của năm 2016 hay không. Ngày hôm sau, một cái tờ báo lá cải của của Internet tức là tờ BuzzFeed đăng toàn bộ 38 trang của cái dossier này và sau đó sau đó là tất cả báo chí hầu như không nói một về một cái chuyện gì khác chỉ nói về cái chuyện là ông Trump và đồng lõa với nga tới tháng 5 năm 2017 khi ông Comey làm việc với tổng thống à, Trump thì người ta đương điều tra cái vấn đề là ông cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump mới này là ông cựu trung tướng à, Flynn mà trước đây tức là giám đốc của à, tình báo quân đội Uh, Defense uh, Military Intelligence. Thì trong trường hợp đó là ông Trump có nói rằng là chỉ nói một câu rằng là, là ông Trump là ông uh, ông Flynn là một, là một người tốt. Tôi nghĩ uh, tôi hy vọng là uh, là anh sẽ sẽ du di. Nói như vậy thôi nhưng mà ông Comey thì lại ghi lại những cái lời đó và về chép lại rồi lít ra lại cho một cái người bạn của ông ta là giáo sư ở Colombia nói rằng là ông Trump có ý định là ngăn cản công lý tức là ngăn cản cái cuộc điều tra của ông Flynn này. Lập tức báo chí cũng như là các cái đảng viên à, dân chủ ở trong à, trong quốc hội hầu như lên tiếng à, yêu cầu là Bộ Tư pháp phải bổ nhiệm một cái công tố đặc biệt à, để điều tra cái vấn này đi nơi đến chốn và đó là kết quả mà chúng ta thấy ông Mueller được ông à, lúc lúc đó là phó bộ trưởng tư pháp Rod Rosenstein bổ nhiệm để, để thực hiện cái điều này bởi vì bà Loretta Lynch lúc đó là bộ trưởng tư pháp đã rút lui khỏi tất cả mọi cái quyết định vì có liên hệ tới cái cuộc gặp ông Clinton ở trên cái à, một cái sân bay ở bên Phoenix đó là cái... hầu như cái là là, là là, là bối cảnh xã hội và lịch sử của cái cuộc điều tra của ông Mueller. Yeah. Và khi mà tiến sĩ nói rằng là cái bối cảnh như vậy nó mới đưa đến cái tình trạng là tờ New York Times là một trong những tờ giống như là một cái media chánh để mà ác thì cái bà Elizabeth lúc đó như thế nào vậy tờ New York Times và tờ Washington Post quý vị cũng nhớ trước đây thời tổng thống Nixon là hai cái tờ báo đã có những cái bài báo cũng như là những cái uh, tin tức mà làm rốt cuộc làm cho tổng thống Nixon phải uh, từ chức một khi mà cái vụ này nó bùng nổ thì hầu như tất cả các cái phóng viên của hai cái tờ báo này đều có cái hy vọng, đều có cái ước vọng là mình cũng sẽ trở thành nổi danh như hai cái phóng viên Bob Woodward và Bernstein mà trước đây trong vụ Watergate đã làm tổng thống Nixon từ chức. Họ nghĩ rằng với cái ông phó giám đốc FBI là ông Andrew McCabe mà sau này tất cả những nhiều tài liệu cho thấy ông này đã rò rỉ tin tức bất lợi cho ông Trump và hầu như là đã đi ngược lại những cái đường lối chính sách của đảng của cơ quan FBI, cho nên sau đó ông bị sa thải và hiện nay ông vẫn đang bị điều tra và có thể bị truy tố. Những phóng viên này vẫn hy vọng một phó giám đốc của FBI sẽ cung cấp cho họ những cái tin tức mà họ có thể mang lại cái sự sụp đổ của chính quyền Donald Trump, giống như ông phó giám đốc FBI lúc thời tổng thống Nixon là ông Mark Felt đã cung cấp những cái tin tức rất bí mật về các cái bị điều tra dưới thời tổng thống Nixon cho hai phóng viên Bob Woodward và Leonard Bernstein mà kết quả là tổng thống à, Nixon phải từ chức vào năm 1974. Đó là lý do tại sao hai tờ báo này trong suốt hai năm trời không có một bài báo nào là có lợi cho tổng thống Trump. Đồng thời các cái đài à, truyền hình như là CNN, à, MSNBC, ABC, CBS, NBC nếu quý vị à, xem những cái đài đó cũng giống như tôi là tôi thấy hầu như một ngày 23 tiếng đồng hồ là họ chỉ dành cho những cái vấn đề liên quan đến vấn đề là có thông đồng, có có hợp tác với Nga hay không và hồi hệ quả là như thế nào, có đi tù hay không, có bị đàn hạch, có đem, bị quốc hội đem ra uh, miễn nhiệm hay không. Đó tất cả là nội dung mà làm cho xã hội Hoa Kỳ hầu như phải nói được rằng là, là tê liệt một phần trong vòng 2 năm qua về vấn đề các cái vấn đề xã hội. Và dạ, khi mà chúng ta nói tới một cái bản báo cáo trên 300 trang của ông Mueller đó, thì hiện nay chúng ta được biết rằng nó đang phổ biến chỉ có 4 trang giấy của ông Barr mà thôi. Thì như vậy là cái sự chọn lọc của ông Barr như thế nào và những người đảng Dân Chủ vẫn muốn xem hết, vẫn muốn được tung ra hết 300 trang, nội dung của 300 trang giấy đó. Dạ. À, dĩ nhiên là người ta sẽ công bố nhưng mà vấn đề là cái luật pháp của Hoa Kỳ hiện nay là trong trường hợp công bố như vậy nếu những người bị truy tố à, thì có thể công bố tất cả những cái chi tiết lý do tại sao là là truy tố người ta còn nếu trong vòng điều tra mà không đủ chứng cứ hoặc là không truy tố một cá nhân nào đó thì luật hiện nay không được công bố tất cả những chi tiết đó bởi vì nó có thể hại cho thanh danh hại cho sự nghiệp hại cho cơ hội làm ăn của người ta thì cái điều đó tôi nghĩ cũng đúng thôi bởi vậy cho nên sau cho nên trong cái luật mới của Hoa Kỳ về cái các cái quyền hạn cũng như là cái nghĩa vụ của một cái công tố đặc biệt là đề nạp cho Bộ Tư pháp một cái bản báo cáo mật confidential report để rồi Bộ Tư pháp sẽ xem ở trong đó có những cái chi tiết thông tin nào liên quan đến các cái đội đại hội đồng thẩm phán à, để mà à, gọi là tách ra những cái thông tin đó thì không có lợi cho cái người không bị truy tố để khỏi công bố ra, ra ra ngoài công chúng. Còn ngoài ra tất cả những thông tin khác à, thì sẽ được công bố ngoài trừ những thông tin có tính cách mật về tình báo về quốc phòng là vậy. Thì người ta sẽ có một quỹ ủy ban và đặc biệt cái quỹ ủy ban này gồm có bộ trưởng tư pháp, phó trưởng bộ trưởng tư pháp là ông Rod Rosenstein hiện nay vẫn còn phục vụ và ông Robert Mueller thì người ta đi từng trang từng trang người ta xem thông tin nào cần phải từ à, từ cần phải bôi đen còn thông tin tin nào thì vẫn là công bố được thì người ta phải làm cái nhiệm vụ này bởi vì nếu không làm như vậy thì họ là phạm luật và người ta có thể bị kiện bởi những cái người mà trước đây bị điều tra cho nên đó là lý do tại sao nó trì hoãn trong cái việc là công bố hoàn toàn cái bản báo cáo này ra trước sau gì cũng công bố ra thôi nhưng mà bởi vì À, cho nên bởi vì là cái bản tóm tắt chỉ có bốn trang, cho nên à, người ta muốn biết toàn bộ chi tiết thì à, tôi nghĩ rằng là trước sau người ta cũng biết và đó là lý do mà tại sao chỉ có bốn trang của ông William Barr, bộ trưởng tư pháp hiện nay trình trường trình trước quốc hội. Thường thường ở trong một cái báo cáo như vậy thì người ta có một cái phần đầu, người ta gọi là executive summary, tức là người ta tóm tắt lại tất cả những cái kết luận chính yếu. Để rồi khi đi vào ở trong báo cáo có từng chương một, khai triển từng ý tưởng cũng như là rồi cái kết luận của mỗi cái cái chủ đề của điều của cuộc điều tra thì chúng tôi tôi nghĩ là chúng ta cũng à, đã trải qua hơn 2 năm à, điều tra về tất cả những vấn đề này rồi thì trong vòng một vài tuần nữa không phải là thời gian lâu à, để chúng ta biết hết tất cả những cái à, chi tiết ngọn ngành của cái cuộc điều tra của ông Mueller và tiến sĩ có thể cho biết thêm là cái vai trò của ông Mueller Bob Mueller và ông Ken Starr nó khác nhau như thế nào à, à, mọi người đều đều đặt câu hỏi về vấn đề này bởi vì À, ông Ken Starr tức là công tố độc lập (Independent à, Prosecutor) của thời điều tra tổng thống Clinton là bởi vì lúc đó cái luật đó là một cái công tố gọi là độc lập thì sau khi điều tra và kết luận chỉ nộp cái bản báo cáo cho quốc hội, quốc hội sẽ biểu quyết có công bố hay không. Nhưng mà sau khi ông Ken Starr điều tra ông tổng thống Clinton thì cái bản báo cáo dài 455 trang của ông có chứa rất nhiều chi tiết mà phải nói là rất là nhạy cảm, đặc biệt là trong cái vụ mà tình ái lăng nhăng giữa ông tổng thống Clinton với lại là cái cô tập sự Monica Lewinsky, cho nên là sau đó quốc hội năm vào năm 1999 thì có thay đổi cái luật mà gọi là cái luật cho công tố đặc biệt. Cái sự thay đổi này quy định rằng là ngoài cái quyền hạn hầu như là không có giới hạn của công tố à, độc lập cũng như là công tố đặc biệt thì sau khi hoàn thành công tố đặc biệt này chỉ đề nạp một cái bản tường trình mà có có tính cách kín confidential report cho bộ tư pháp và bộ tư pháp có nhiệm vụ rà soát tất cả những cái thông tin mà chúng tôi nói trước đây là nhạy cảm hoặc là không cần thiết phải công bố để rồi sau đó thì công bố ra cho công chúng. Đó là cái sự khác biệt giữa ông Ken Starr và ông Bob Miller. Yeah. Và khi mà chúng ta thấy là dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông tướng Linh là hồi, lúc đầu tiến sĩ Trần Văn Hải có nói tới ông, ông Michael Linh thì hiện nay nếu mà ông được ông tổng thống dùng cái quyền của tổng thống để mà phạt nên có nghĩa là tha tha tội giọng đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với dư luận à, cái chuyện mà tổng thống có thể là ân xá cho những cái người trước đây đã phạm tội thì đó là thẩm quyền của tổng thống được quy định ở trong hiến pháp. À, người ta sẽ không có tranh cãi gì được nhưng mà vấn đề là cái gọi gọi là cái 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 giá về chính trị mà người ta phải ông tổng thống sẽ phải trả lời như thế nào. À, như vậy thì sẽ bị ví dụ như là sẽ bị chỉ trích, sẽ bị nói được rằng là à, mua chuộc cái sự im lặng là vậy. Tôi không nghĩ là tổng thống Donald Trump sẽ ân xá ông Michael Flynn bởi vì cho đến nay cho đến ngày hôm nay, ông Michael Flynn vẫn chưa bị tuyên án. Thứ nhất, thứ hai, cái việc mà điều tra và kết tội ông Michael Flynn bây giờ đang được phân tích và người ta thấy rõ ràng các cái nhân viên của FBI đã tìm cách lừa ông Michael Flynn bằng cách thứ nhất là đáng lý ra một khi mà qua phỏng vấn một người nhân viên ở trong tòa bà đốc thì cần phải được sự chấp thuận của luật sư của à, tòa bà đốc nhưng mà bởi vì vào lúc đó tháng 12 năm 2010 sáu lúc đó là sự chuyển tiếp giữa chính quyền này và chính quyền kia luật sư của hoa, luật sư của uh, tòa bạch đắc của ông Trump thì chưa có và tất cả mọi người thì đương đương còn là chuyển giao cho nên là FBI lợi dụng tình trạng đó và nói với ông Michael Flynn rằng nếu mà đi cái đường chính thức là phải cần luật sư thì là phải cần uh, thời gian nhưng mà chúng tôi chỉ muốn vào nói chuyện với ông để uh, làm rõ ràng chỉ một số vài vấn đề thôi thì hai cái nhân viên này nhưng mà trong khi đó thì là đã tuân lệnh các cái lãnh đạo của FBI là tìm cách hầu như là đánh bẫy ông Michael Flynn này. Cứ để cho khư cho ông ta nói ra rất nhiều điều. Mà trong khi đó họ đã theo dõi và họ đã thu thập hết được tất cả những cái những cái ngôn từ cũng như là những cái đối thoại của ông trong cái thời gian mà chuyển tiếp thì là các đại sứ của các nước ai cũng là muốn tìm cách tiếp cận cái ông tổng thống mới cũng như là cái ban tham mưu mới và tổng thống à, Trump thì lúc đó đã đánh tiếng là sẽ chọn ông Michael Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia, cho nên cái ông đại sứ Kryliak của Nga có tìm cách là nói chuyện với ông Trump nhưng mà chỉ bàn về một vài vấn đề à, phiếu bầu ở trên Liên hợp quốc mà thôi. Sau đó thì có một cái sự gọi là bất nhất nào đó trước sau như vậy như thế nào nó không hợp như như thế nào thì ông Michael Flynn bị FBI áp lực là phải nhận một cái tội nào đó nếu không thì con ông cũng bị à, truy tố và bị đe dọa là 30 năm tù cho nên ông Flynn đã cắn răng mà phải chịu một cái tội nó nói, nói được rằng là nói láo với cái nhân viên điều tra và cái chuyện đó bây giờ thì những cái thông tin mà lộ ra từ FBI là những cái bản báo cáo lại của cái người mà điều tra nói rằng là ông Flynn không có dấu hiệu gì là muốn dối trá gì cả mà có thể là vào lúc đó bởi vì là trong thời gian chuyển tiếp cho nên là không có có hồ sơ rõ ràng và không có một dấu hiệu gì mà có thể kết tội ông cho nên là bây giờ vẫn chưa bị à, tuyên án nếu chưa bị tuyên án thì không thể nào mà có cái cái chuyện ân mà gọi là ân xá cũng như những cái người khác mà liên quan à, đến ông Trump mà bị ông Mueller à, à, kết tội và bây giờ ra tòa và bị tội là ông Paul Manafort thì không dính dáng gì đến cái công cuộc công cuộc là vận động tranh cử cả mà những người này bị truy tố là bởi vì gian lận trong cái vấn đề là vận động cho Ukraine hoặc là trong vấn đề báo cáo về tài chính hoặc là trốn thuế thì những cái chuyện đó không có dính dáng gì đến cái vấn đề mà gọi là là ban tham mưu của ông Trump hoặc là bầu cử là có thông đồng với người Nga gì cả. Dạ. Yeah. Và kính thưa quý vị, sau khi mà chúng ta thấy rằng là một cái bản báo cáo nó được ra như vậy đó thì cái media dòng chính của Hoa Kỳ hiện nay nó có những cái sự thay đổi gì hay không? À, tôi nghĩ rằng đây là một cái cái vết nhơ mà tôi nghĩ rằng là truyền thông dòng chính và đôi khi tôi phải nói là một số các cái cơ sở truyền thông địa phương đã không làm đúng cái chức năng của truyền thông của mình. À, một vấn đề nào lúc nào cũng có hai mặt. Đồng tiền lúc nào cũng có hai mặt, mặt trái mặt phải. Những người làm truyền thông lúc nào mình nghĩ rằng trung thực phải là cái yếu tố là đầu tiên và sau đó là công bình. Nếu chỉ nghe một bên thì không thể nào ấn định được rằng là là mình có hoàn toàn cái toàn bộ cái bức tranh. Cho nhưng mà trong trường trong 2 năm vừa rồi thì chúng tôi thấy là CNN đặc biệt CNN và MSNBC hầu như là họ chỉ đưa lên những cái người nào mà nói theo cái lập luận của họ tức là ông Trump có tội phe ông Trump là đã thông đồng với nga và trước sau gì cũng đi tù. Rồi người ta lại còn đưa lên những người như là ông cựu là giám đốc CIA là ông John Brennan Mà chỉ trong 10 ngày trước đây đã lên cái chương trình của MSNBC Và còn tuyên bố thẳng thừng là thứ sáu vừa rồi Tức là tuần trước ông Mueller thế nào là cũng là truy tố con cái của ông Trump Bởi vì là chứng cứ rõ ràng là có như, có một cái âm mưu là khuyên đảo cái cuộc bầu cử năm 2016 Để rồi ngày thứ ba vừa rồi ông John Brennan lại lên À, em lên MSNBC và nói rằng là hình như là thông tin của tôi sai. Quý vị nghĩ thế nào? Nếu một giám đốc CIA trong vòng 4 năm dưới thời tổng thống Obama từ năm 2009 đến năm 2013 có bao nhiêu nhân viên, có bao bao nhiêu là tỷ đô la ngân sách mà lại nói rằng là mình nhận được thông tin sai, ông không có khả năng là yêu cầu kiểm chứng thông tin à ông không có một cái tri thức để cân nhắc rằng là là, là thông tin đúng hay sai và khả tín hay không à? và ông John Brennan này trong thời kỳ là bầu cử sơ bộ năm 1976 thì đã bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng cộng sản Mỹ là ông Gasson thay vì bỏ phiếu cho ông Jimmy Carter là ứng cử viên của đảng dân chủ vào lúc đó cho nên người ta phải đặt vấn đề lại tại sao ông John Brennan này với một quá khứ như vậy lại được ông Obama đề cử làm giám đốc CIA vào thời nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama và à, cuối cùng thì à, tiến sĩ à... Trần Môn Hải có một cái nhận định gì về cái bài học của Hoa Kỳ sau cái một cái cái vụ án lịch sử này? Tôi thấy rằng đây là một cái trò chính trị dơ bẩn nhất trong 40 năm mà tôi sinh sống tại Hoa Kỳ. Dưới thời tổng thống Carter, dưới thời tổng thống Reagan, Bush cha, rồi Bill Clinton, rồi Bush con, rồi Obama và cho tới bây giờ thì phải nói rằng đây là cái trường hợp mà người ta lợi dụng quyền thế chỉ một số quan chức cấp cao ở trong FBI, trong Bộ Tư pháp, trong cơ quan tình báo trung ương đã lợi dụng quyền thế của mình. Nghĩa là đã làm cho nguy hại cho cái nền dân chủ cũng như là muốn tìm cách lật đổ một cái chính quyền dân cử thực sự. Nếu quý vị xem lại cái quá tiến trình bầu cử năm 2016, người ta thấy rằng ông Trump đã làm việc cực lực. Ngay cả trong ngày cuối cùng đi vận động, ông cũng đi vận động ở Michigan, cho đến 4 giờ sáng mới về tới nhà trong khi bà Clinton những ngày cuối cùng thì nghĩ rằng mình chắc thắng đi quyên tiền thêm nữa. Bà quyên tiền đã được 1 tỷ rưỡi đô la, bao thi, bao nhiêu tiền thêm nữa để cho 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 đủ cái ngân sách của bà. Trong khi đó ông Trump thắng là nhờ các cái tiểu bang ở bên miền Tây ví dụ Michigan, Wisconsin, Ohio và Pennsylvania. Khi những cử tri ở đó trong hai nhiệm kỳ trước là của ông Obama là năm 2008 và 2012. Họ đã bỏ phiếu cho ông Obama, hy vọng cuộc sống của họ thay đổi, tương lai con cháu của họ thay đổi. Nhưng mà họ thấy không có gì thay thay đổi cả và không có triển vọng gì cả. Cho nên họ xoay qua họ ủng hộ ông Trump. Thế sau đó tại sao lại bây giờ cũng vẫn là chê bai nguyền rủa tất cả những cái người mà đã bỏ phiếu cho ông Obama bây giờ lại nói là những cái kẻ gọi là đúng mà uh, deplorable, những kẻ đáng trách tôi nghĩ rằng đảng dân chủ và truyền thông dòng chính là đang lý phải phải là xin lỗi cử tri Hoa Kỳ vì đã phí thời gian 2 năm vừa rồi mà những cái vấn đề của xã hội Hoa Kỳ ví dụ như là cái cái nạn opioid tức là cái nghiện uh, nghiện thuốc mà trị đau giảm đau nó trở thành như là một cái bệnh dịch ở trong cái cái, cái giới trẻ cũng như là các cái chương trình là xây dựng lại đường xá công cộng cầu đường không làm gì được bởi vì tất cả truyền thông cũng như là các cái đảng dân chủ chỉ đến chỉ nói về vấn đề ông Trump đồng lõa với nga trong cái, cái cuộc bầu cử mà không thấy rằng đó chính là cái sự thất bại đó chính là do mình là trước. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Văn Hải rất nhiều. Dạ. Yeah. Xin chào anh Võ Thanh Nhân và xin kính chào quý vị khán giả. À, kính thưa quý vị chương trình của chúng tôi và tiến sĩ Trần Văn Hải đến đây xin được chấm dứt và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.